Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Hai Lúa Sài Gòn sẽ tiếp tục để đến thăm nhà của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Thì mình sẽ vào trong để gặp nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết để tìm hiểu cái cuộc sống của chị hiện tại như thế nào, rồi chị hoạt động nghệ thuật ra sao. Hai quý vị ha. Đây đây là nhà của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Thì mình sẽ vào bên trong ha các bạn ha, đặc biệt là vào nhà của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết á. Điều đầu tiên là mình thấy là một cái khuôn viên rất là rộng, một khuôn viên rất là rộng, đặc biệt cái nữa là về Phật này. Dạ em chào chị Tuyết. Dạ dạ hôm nay em tính thăm chị Tuyết, với lại là muốn cho quý vị khán giả họ biết được cái cuộc sống của chị Tuyết hiện, nghệ sĩ nhân Bạch Tuyết hiện tại như thế nào, rồi Tầm một góc giường đúng không? dạ rồi hoạt động nghệ thuật ra sao. Thì xin giới thiệu với quý vị khán giả, đây là cái khuôn viên vườn của nghệ sĩ nhân Bạch Tuyết, một màu xanh, một màu xanh thẳm. Dạ cái khu vườn này là mình xây dựng bao lâu rồi chị ha? 8 năm. 8 năm hả chị ha? Dạ. Dạ rồi, giờ ở đây là mình đặt tượng Phật ở đây. Dạ. Dạ thì em được biết là chị là rất là mộ mộ Phật pháp á chị ha. Thật ra đó là mình bị thuyết phục bởi cái triết học của Phật giáo. Dạ Dạ. Chứ không phải là đến với đạo Phật bằng một cái sự mê tín. dạ Mà Hòa thượng Bổn Sư của mình đó là ừ. Hòa thượng Thanh Từ. Dạ Thanh Từ ở bên trên Đà Lạt không vậy? Dạ, Hòa thượng Từ là Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt. Dạ Tức là Hòa thượng là coi như là Hòa thượng theo cái tông phái thiền của Đức vua Trần Nhân Tông dạ của Trúc Lâm Yên Tử. dạ Dạ. dạ rồi ở trong trong khu vườn của mình là gồm có những loại cây nào vậy chị ha? Nhiều thứ lắm á. Dạ đây bông nè ha các bạn Dạ. ha, các bạn sẽ thấy khu vườn Rồi rất là từ cỏ cho tới sen. dạ rất là thanh tịnh. Bước vào khu vườn của nhà của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết thì chúng ta sẽ thấy rất là thanh tịnh ha chị ha. Chắc chị nhà chị dẫn em vào để tham quan cái khu vườn với khu nhà của chị ha. Hôm nay là bạn rất hên là tại vì cái này vừa mới nở. Dạ à Lan, Cái cách ly da vừa mới nở. dạ Dạ. Lan mới nở. Dạ. Lan này gọi là giống gì chị ha? Giống Cách ly da. cách ly da. dạ Dạ. Rồi bạn cũng rất là hên là tại vì vừa có một cái hoa sen nữa luôn. dạ Chào, đi đâu đi đâu. các bạn thấy gì sao cái không gian như thế này mà nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cứ trẻ hoài à? Giới thiệu với mọi người luôn, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết là người là tiến sĩ cải lương đầu tiên và duy nhất. À, cái nguyên nguyên cái từ đó là tiến sĩ nghệ thuật học Dạ tiến sĩ nghệ thuật học. của hai cái viện hàn lâm, một là The Royal Academy of Dramatic dạ Art in London và dạ cái thứ hai đó là viện hàn lâm phim ảnh và sân khấu Sofia ở Bulgaria. dạ Dạ, tại vì mình bảo vệ một luận án nhưng mà cả hai cái viện hàn lâm. dạ có nghĩa là hai hội đồng, hay lúc đó là hai hội đồng hay một hội đồng Dạ, chứ? tức là được hai cái bằng, một cái bằng của bên Bonn với lại một cái bằng của bên bên Anh. Dạ Cả hai hội đồng khác nhau. chị Tuyết là người rất là giỏi ngoại ngữ nha các bạn. Không có. Hôm nào là các bạn gặp nghệ sĩ dân Bạch Tuyết bên ngoài, các bạn bắn bắn tiếng Anh tiếng Pháp Không có. thì không, Tức là chị chia thường sẻ với khán thường giả đi. Giờ mình đây mình chỉ nói thế này thôi. Có để mà cố gắng sống sót. dạ Tức là try to survive. nhưng mà chị nói thật đi, nói với khán giả đi, là em biết chị là biết nhiều thứ tiếng lắm, Không có. nhiều tiếng Pháp là biết Biết không chị? cải Dạ biết cải lương. Ok lương. Người Việt hát cải lương. dạ các bạn cũng sẽ khi nhắc tới nghệ sĩ nhân Bạch Tuyết thì các bạn sẽ nhớ tới ngay tới là Đời Cô Lụ, một vở diễn mà đã làm nên một cái tên tuổi mà giống như đi ra đường là như chị Tuyết chia sẻ đó, ta gọi là bà Lụ hả chị, ta Dạ. gọi bà Lụ không à. Đây cũng là một loại lan nè chị. Dạ. Ủa có vẻ chị thích lan hả chị Tuyết? Tại vì nó giống mình. Dạ Nó giống mình ở chỗ là nó không có đòi hỏi vậy đó. không đòi Nó hỏi. chỉ cần nước với không khí thôi. dạ Dạ. Tức là rồi bạn chỉ cần nước với không khí. dạ Nếu mà ở chỗ nào mà không khí mà không có trong sạch đó, thì là nó sẽ không có phát triển đàng hoàng và thậm chí bị bệnh, bị đủ thứ. dạ Dạ. nhưng mà thường thường cây cây ở vườn mình là ai sẽ tưới hay là chăm sóc chị? Có người Dạ có một người chuyên môn. phải Dũng phải người khác hả Có chị? chị mời. Dạ chị Mười. Dạ bên đây giờ chúng ta sẽ vào bên trong ha các bạn ha. Đây mọi cơ ngơi của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết rất là dễ thương, đặc biệt là cây xanh, không gian mà khi bước vào đây cảm thấy rất là yên tĩnh và thoải mái. Ở ngay chánh điện thì mọi người sẽ thấy có bàn Phật, như chị Tuyết có nói thì là một cái người
yêu mến, rất là mộ Phật. Cái này là tự thiết kế luôn hả chị? Dạ. Nhưng mà vì phong thủy mình có thiết kế theo kiểu phong thủy hay như thế nào không, hay là chị? Dạ. Không, dạ. Hồi mà cất cái nhà này á, thì ngồi thiền thấy cái cảnh này. Ngồi thiền thấy cảnh này. Dạ. Sau đó thì thứ nhờ các bạn trẻ kiến trúc sư mà rành về Phật giáo. Dạ. Tức là bạn thiết kế giùm. Dạ. Nhưng mà lúc đó là cũng có những kiến trúc sư yêu Phật. Có một bạn kiến trúc sư trẻ của bên Phật giáo. Dạ. Còn ở đây là những cái bức tranh hay là thư pháp này là sao chị? Là của các hòa thượng lớn tặng. Dạ, ví dụ bức này là của hòa thượng nào chị ha? Tất cả đều của các vị đều tặng hết. Dạ. Cái bức này là của hòa thượng Trí Tịnh. Dạ, đây là của hòa thượng Trí Tịnh. Dạ. Dạ. Cái này là để coi vẽ. Cái này là nguyên một cái bài kinh nguyên cái bài chú Đại Bi. Bài chú Đại Bi. Dạ. Mà được viết thành một cái hình. Dạ. Phật Quan Âm. Quan Âm. Dạ. Đây mà mọi người xem từ trên xuống dưới ha. Dạ. Dạ. Này đây, cái này thì được trụ trì của chùa Phật Hóc Môn. Hoằng Pháp hả chị? Dạ không. Đó là chùa Pháp của Hòa Thượng Thông Trí. Còn bên đây là những cái đạo cụ, những cái nhạc cụ. Dạ, đây là cái nhạc cụ. Tất cả những cái cây đàn này là của Ba Tuyết. Dạ, ba của nghệ sĩ nhân dân mà. Dạ, ba Tuyết đánh đàn. Ông rất là giỏi. Dạ. Và khi ông mất thì xin phép mọi người trong nhà đó là để thờ vô. Dạ. Chị quý nhất ở ông là ở điểm nào chị? Đàn hay ông hay là? Ông ngộ lắm, ông có một cái cách mà mình nhờ phước của ông lớn lắm. Dạ. Là ông làm từ thiện rất đặc biệt. Ví dụ như có hôm ông về, cái ông nói ba thấy cái chùa ở trên đó đó, cái sân chùa là gặp mà trời nóng quá, thương mấy ông sư quá, cho nên là ba mua mấy cái cây cổ thụ để trồng ở đó để cho mấy ông sư được mát. Dạ. Thế là cái cách suy nghĩ của ông về cuộc sống rất là ngộ. Dạ. Có nghĩa là làm cái giúp người khác nhưng mà không có nhất thiết là phải làm tiền. Dạ. Mà làm một cái gì? Dạ. Tức là ông lặng lẽ ông làm rất là nhiều chuyện mà ông không có cho biết. Dạ. Rồi ông cũng là người dạy bà Tuyết là con đừng có làm cái gì mà con chưa học. Dạ, đừng làm gì chưa học, có nghĩa là mình phải rõ, mình muốn phải am hiểu. Gì phải học đàng hoàng rồi hãy làm. Dạ, làm đàng hoàng. Đây là mời mọi người xem toàn thể căn nhà của cái nơi sinh sống của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Mọi người có để ý là cái phòng khách không? Dạ. Tức là một cái mà hiện đại. Dạ. Còn mới là một cái cổ. Ủa lý do sao mình phải làm vậy chị nè, em thấy nè, bốn cái ghế gỗ nè. Dạ. Xong nhưng mà lại có sofa. Dạ. Và đó là cái dòng sống đó. Tức là khi bạn có vài ba người dân minh thì lập tức là bạn sẽ có vài ba người là người ta chưa biết cái sự văn minh đó. Dạ. Tức là bạn phải có một cái sự kết hợp và một cái sự tiếp nối thì bạn sẽ làm không làm cho cái người mà văn minh họ chảnh mà cũng không làm cho cái người chưa văn minh họ đau lòng. Dạ. Tức là chúng ta thấy rằng chúng ta có hôm nay là chính vì nhờ cái hôm qua. Nhưng mà chúng ta phải đi tới để cái người hôm nay có thể cảm nhận được những cái gì mà của mọi người nối tiếp nhau để hình thành một cái dòng sống của nhân loại. Dạ, có nghĩa là sự kết hợp của hiện đại. Dạ. Với lại mình cứ nói đó. Hiện đại với truyền thống. Hiện đại với truyền thống, dạ. Chị, có nghĩa là cái fan của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết bây giờ lạ lắm, là fan trẻ bắt đầu đông hơn, là cái vì sao vậy chị ha? Thật ra thì ông bà mình nói rồi chứ cái đó có mới lẻ gì đâu. Tức là người hát thế nào thì người nghe thế đó. Dạ, vậy là chị hát trẻ là cái người trẻ họ nghe. Ví dụ cái bài này bạn hát cho ai thì lập tức là bạn sẽ có cái khán giả đó. Dạ. Rồi cái tác phẩm này bạn viết vì ai thì lập tức bạn sẽ có cái người nghe về cái đó thôi. Còn người ta chưa nghe là tại vì bạn chưa hay. Dạ. Ở đây chúng ta sẽ thấy đây là cái phòng khách. Phòng khách Dũng cho anh xin em miếng hình đi Dũng ha. Không. Không nhiều hình. Tay này không có nào chịu hình. Dạ, cái người mà sắp xếp thời gian đồ cho nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết là một cái người rất là đặc biệt ha quý vị ha. Không chịu vô hình.
Dạ, còn bên Cái đây đầu là anh thế hệ trẻ. dạ, bên đây là những cái bằng khen hả chị? Dạ toàn bộ bằng khen hết. Dạ, chắc chị dẫn cho Dạ. em đi xem. Đây nè. Dạ. Đây là năm giải này kỷ niệm chương của Bộ Dạ. trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Dạ. Rồi. Hai cái bên kia. Dạ, bên đây nghệ sĩ nhân dân em nhớ là không lầm là 20 12. dạ, 2012. Em sạch thì mang cái này chứ em sạch là giải thưởng bác sĩ ưu tú. Chị đặt nhạc cụ nhiều nhưng mà chị có biết đàn không chị? Đàn tranh Chị được đàn đàn được đàn tranh. nhưng mà đang đi để cùng chơi nghe tôi chứ kêu đàn để cho người ta hát Dạ. bây giờ đàn guitar cũng tự đàn nghe chơi. Mấy bức ảnh này là khi năm năm bao nhiêu tuổi chị còn nhớ không chị? Cách đây 2 năm không Dạ. đó bộ ảnh ống dài cho mấy thương hiệu ống dài ống dài nó chụp với ông già đó Dạ, đây là hình với lại không có ấy đâu. ông. Đàn là của người ta. Còn ở đây Cái này là là bầu cái này là, nhà, là nguyên cái gia đình của con trai dạ là anh. đang là nó đang ở Washington DC. Dạ, hình như hai có hai bé sinh đôi hả chị? Dạ có đúng rồi, một đứa lớn một đứa sinh đôi Dạ. mà nó rất là đặc biệt ở chỗ là ông nội là người hy sinh cùng một lượt với ông Lê Hồng Phong với 150 người ở Cầu Tàu Côn Đảo á, tức là ba của Quốc á là Dạ. có ông già coi như là ông nội Quốc là người cách mạng mà hy sinh ở Côn Đảo lần Dạ. lượt với ông Lê Hồng Phong. Dạ. Thì hai cái đứa trẻ đầu đó, con trai đứa con trai đầu là sinh ra đó ở bên Mỹ đó mà nó sinh đúng ngày 2 tháng 9 Ngày Quốc Khánh. đây rồi. Dạ. Xong cái hai đứa sinh đôi đó thì nó sinh thiếu 1 tháng cũng sinh đúng ngày 2 tháng 9. Dạ, cũng ngay ngày Quốc Khánh luôn. Dạ cho nên Việt Nam mình linh lắm. Đây cái bằng khen COVID. Đúng rồi đó, Cái dạ bằng cái khen đó. đây. Mời quý vị xem. Đây là cái bằng khen mà khi mà nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết sáng tác cái lúc mùa dịch COVID á Dạ thì bắt mùa đầu dịch là á, cuốn trong bài lần. dạ. Nếu mà nói về nghệ sĩ mà có cái trình độ chuyên môn cũng như là rành am hiểu về Phật giáo, về triết học thì nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết là một trong số ít gọi như là hiếm. Này của chùa Lá nè, cái Chùa Lá chùa ở Lá là cái chùa mà dạy cho ngoại ngữ cho người trẻ mà không có lý thời gian đó. dạ chút xíu em nói chị nghe cái duyên với cái chùa Chùa Lá như Lá thế đúng nào. không? dạ À, đây là của thầy chùa Lá tặng. dạ thầy là hay cũng hay nhắn tin cho em Dạ. tại vì hồi xưa chị biết làm sao không? Khi mà em viết cái bài cái lúc đó là để xây xây được 2 tầng rồi đó À. nhưng mà để cho dạy học sinh đó thì hết kinh phí Dạ. thì thầy nói sao em nói vậy thôi Đúng rồi. cái em cũng viết lên báo y chang vậy á. Cái có mấy cô ở dưới Cần Thơ rồi mấy mấy anh chị ở khắp nơi cùng chúng ta vô để Thôi làm à, để xây cho thành công cho tức nên là thầy rất là vĩ đại mà thầy dạ rất là bình thường dạ đó, chính nơi vì đó vậy là mà hết thôi sức thương thầy và hết sức kính trọng thầy. có rất là nhiều cái thế hệ mà học sinh sinh viên đó chị Dạ là học ở đó. Đây là cái của thầy thầy thầy, thầy Tâm Chùa Lá hả chị Anh? dạ của dạ thầy chùa Lá. dạ thầy tên thầy 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 Tâm thầy thầy Trời ơi, thầy trẻ. Đây cũng là một vị thầy thần. Đây hồi là hình hồi 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 trẻ không ơi. Hồi lúc chụp là năm bao nhiêu tuổi chị? Cái hồi này là năm 98. Năm 98 dạ. Ừ. Còn đây là lúc đang nổi tiếng lừng lẫy nè đó. Ngày lần lẫy. Hồi đang đang mà một người mà tuyết đó Dạ. thanh sang là tấn tài. Cái này là của Hình cổ vẽ luôn. Đây Phúc Nguyên là Dũng Dũng lé qua màn hình cái chạy. chữ tâm với bàn tay với tài lên một thầy Phúc Nguyên. Dạ. Hầu như là những cái bức tượng với lại những cái thư pháp là của các hòa thượng tặng. Dạ. Dạ, những Như cái từng cái bức tượng này cũng của các vị tôn túc tặng. Dạ, như vậy là chị thường cuộc sống của chị là hàng ngày mình sống vô chắc là thỉnh thoảng là cũng đi chùa hả chị hả? Chị đi Tức hết. là mình á hả? Dạ. Ngồi thiền rẻ lắm mới có 45 năm thôi. Ngồi thiền 45 năm là Tức đương nhiên là không phải vì lâu mà nó tốt. Hòa Thượng Thanh Từ ở bây giờ Dạ trên nhưng Đà mà điều cái sự mà tĩnh lặng đó nó giúp cho mình
tương đối tỉnh táo trong đời. Còn gà này là gà thiệt hả chị? Ở gà vàng hả chị? Con gà này tuổi gà đó. À gà tuổi gà. Gà này cũng tuổi gà, này cũng tuổi ở nhà của khán giả tặng. Dạ. Khi nào mà thấy mấy con gà đây là biết là khán giả tặng. Dạ. Hồi xưa đi diễn là khán giả chắc mến lắm hả chị? Trời ơi, khán giả thì làm sao mà nói được. Người ta có sẵn sàng, người ta tặng những cái gì mà quý nhất của người ta cho cái người nghệ sĩ mà người ta thương. Nhưng mà bản thân người nghệ sĩ phải biết rằng đó là một cái phước báo, cho nên phải dùng cái phước báo đó, đó để làm những cái phước báo khác thì mới có thể hưởng được. Còn nếu mà nghĩ rằng à đó là để ăn cho mình rồi, cái mình muốn làm gì làm, thì mình sẽ ít phước hơn. Tại vì ai người ta có một cái gì tốt thì cũng bắt đầu bởi một cái đồng tiền mà chánh pháp. Họ làm mồ hôi nước mắt, cho nên khi mà họ đã mến thương nghệ thuật và họ đã tặng cho mình một cái gì rồi đó, thì mình phải thấy rằng đó là một cái món nợ hết sức là màu nhiệm, mà bản thân mình phải làm cái điều gì đó để mình trả lại cái việc đó. Hồi các bạn sẽ nhìn thấy nghệ sĩ Như Mật Tiết, các bạn không bao giờ đoán ra được tuổi của nghệ sĩ Như Mật Tiết đâu, bảo đảm không bao giờ đoán ra. Vì sao, vì sao mà chị có thể trẻ và luôn luôn có nụ cười vậy chị hai? Có nghĩa là mình đây cảm nhận cuộc sống như thế nào? Bạn có quan sát cái khoa học mới của cái thế kỷ 21 không? Tức là cái sinh học đó. Về cái biology á. Tức là nếu mà bạn mỗi một phút một giây bạn thở là bao nhiêu tế bào đi ra và đi vô tái sinh, đúng không? Thì cho nên nếu mà bạn yêu đời, yêu người, bạn không có gì khuất lấp, mà bạn sống bằng cái tất cả những cái gì mà trong sáng với trời đất, thì bạn nên nhớ rằng suốt liên tục những cái khoảng đó, đó là cái tế bào của bạn đổi mà nó không bị lỗi. Và nếu nó không bị lỗi thì nghĩa là nó sẽ chậm già hơn. Đơn giản là vậy. Đây, hôm nay là chúng ta vào nhà của người sĩ Bạch Tiết sẽ thấy một cái không gian rất là yên tĩnh. Có Phật Pháp, có thư pháp, rồi những hình ảnh hồi xưa là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tiết đi diễn. Còn bên ngoài thì mọi người cũng thấy là không gian xanh. Không gian xanh. Nghĩa là cây cối ở đây là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tiết chỉ mua có 1-2 cây thôi. Xong rồi từ từ nhân giống ra. Từ từ là nhân giống ra rồi trồng thêm, rồi có số là được tặng người đó chị, tặng bên ngoài. Thật ra khi mình trồng đó là mình cũng học được rất là nhiều thứ. Nói ví dụ như thế cái đầu bà này. Lúc mà mình ngắt cái đầu bà mà mình thả vô đây á thì nó chỉ có một nhúm này thôi. Nhưng mà một khoảng thời gian sau là mình thấy nó phát triển rất kinh khủng. Mà mình để ý đó, thì ví dụ chỗ mà nào mà có ánh sáng á, thì nó sẽ bò ra dài hơn và nó sẽ trù phú hơn, nó sẽ đầy đặn hơn. Còn cái chỗ nào ví dụ như cái chỗ này nó không có ánh sáng nè, thì ở đây nó cắt ngang đây chứ nó không có bò ra. Ở đây có ánh sáng thì bò ra, đây bò ra. Ví dụ như để cái cây này chẳng hạn, hai cái cây này nè, ví dụ như bây giờ là nó đang nghiêng ra mấy ngoài này tại vì nó đi tìm ánh sáng, thì á cứ mỗi 3 tuần đó là mình phải xoay nó trở ra để nó nghiêng trở lại cho ngay. Để đón ánh sáng. Nếu mình không xoay á thì nó sẽ nghiêng hẳn ra đi luôn. Thì như vậy đó. Cái này cái phát tài hả chị? Cái phát tài. Cho nên Đức Phật á dạy đó là cái tánh biết á thì vạn vật đều có. Rồi khi nào thấy ánh sáng mà thậm chí cây cối này nè còn thông minh hơn mình nữa. Tại vì mình khó kịp nhận ánh sáng để mình lao theo. Còn này nó vừa chỗ nào sáng là nhào ra liền. Cho nên mình khi mình trồng thì mình lại thấy mình học được từng cái cây, từng cỏ. Là mình biết rằng mình chẳng qua cũng là bụi, cũng giống y như thế đó. Cho nên mình bớt chảnh một chút. Rồi chắc em xin phép em cảm ơn chị Tiết nhiều nha. Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Bạch Tiết. Thì quý vị khán giả yêu thương nghệ sĩ nhân dân Bạch Tiết thì hoặc là theo dõi những cái thông tin của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tiết á, về những hoạt động là cũng như đời sống thường ngày của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tiết thì chúng ta có thể lên cái kênh YouTube, thì chúng ta sẽ gõ vào là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tiết là có cái kênh YouTube đàng hoàng ha các bạn ha, để chia sẻ về những cuộc sống cũng như là hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tiết. Và đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tiết hiện nay là có rất là nhiều fan, mà là fan trẻ tuổi nha các bạn, là nhờ hát nhạc nhạc hóa cải lương hả chị? Nhạc hóa cải lương. Cho nên là quý vị yêu thương thì hãy
Muốn theo dõi những cuộc sống đời thường cũng như là con đường hoạt động nghệ thuật hay là các hoạt động khác của nghệ sĩ Nhân Bạch Tuyết thì có thể xem trên kênh YouTube. Và hiện tại thì nghệ sĩ Nhân Bạch Tuyết cũng là giảng viên của bao Đại nhiêu học trường đại học chị? Đại học Văn Đại học Văn Lang. Lang, và cũng thỉnh thoảng được mời ở Đại học Fulbright. Đại học Fulbright. Thì các bạn nếu mà Đại muốn gặp học Khoa học Xã hội Nhân văn. Nhân văn là dạy thỉnh giảng đúng không chị? Dạ. Dạ, là môn môn gì Thường thường là văn học với lại cái văn hóa À, truyền thống. văn hóa Dạ, học. văn hóa truyền thống. Dạ. Thì các bạn muốn gặp nghệ sĩ Nhân Bạch Tuyết thường xuyên thì vào học ở trường Đại học Văn Lang hoặc là theo dõi các trên kênh YouTube thì cũng có thông báo về cái giống như cái lịch là chị đi nói chuyện chuyên đề hay hoặc là nói chuyện Dạ cho không có đâu, ý là tùy hứng không à. tùy hứng. Dạ. Rồi thường ngày ví dụ như thường ngày là chị Nghiên cứu. nghiên cứu Dạ. rồi sáng Nghiên là cứu mọi thứ nhưng mà đồng thời đã bị cho đến bây giờ vẫn học. Tôi vẫn đang học về cái thiên văn học tiếp theo, vẫn đang học về sinh học. Dạ, nói chung á là tại vì chắc con người sinh ra để làm mấy cái vụ này nên thích. thích là cái công tác nghiên cứu. Sáng là ăn sáng xong bắt đầu là nghiên cứu hả Là chị? không có ngày nào giống ngày nào đâu. Dạ. Có nghĩa là Thay đổi liên tục. thay đổi chu kỳ sinh sinh học luôn, có nghĩa Dạ, liên là tục. liên tục. Dạ. Có thể là hôm nay ăn 8 giờ nhưng ngày mai là không ăn Ý sáng. là bạn muốn cho bạn mới thì bà cái con mắt bạn nó phải được thấy nhiều cảnh mới. Còn nếu mà bạn chỉ có chăm chú một cái cảnh cũ thì bạn muốn mới nó không thể nào mới được. Tức là cái mới đó nó không khoa học. Rồi, em cảm ơn chị Tức Bạch là Tuyết. chúc cho mọi người, cảm ơn bạn nha. Chúc cho tất cả mọi người đều hạnh phúc, bình an và có một cái đời sống về kinh tế, tài chánh sung túc. Bởi vì ông bà mình nói rằng có thực mới vực được đạo. Và nếu mà các bạn càng ngày càng sinh sinh lợi được và các bạn sung túc thì các bạn có thể giúp được rất là nhiều người. Thế là chúng mình học nhau, chúng mình giúp nhau để tụi mình học làm Bồ Tát nhí. Vậy chị, nếu mà chị chúc vậy chị có cái cách nào mà để vừa tâm trí tâm lực khỏe mạnh mà vừa làm ăn khấm khá không chị? Chị có thể chia sẻ Thì cho. như mình nói đó, cái bạn nào mà có một cái mà bạn giỏi toán thì bạn sẽ có đội tổ chức rất là good. Thì mình phải lên đường thôi. Phải làm thôi, phải Tại làm. vì nếu không có hành động thì sẽ không có thể nào có kết quả tốt được. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Dạ, cảm ơn bạn. Dạ.